Xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với channel của mình. Ngày hôm nay thì sẽ là một video Get Ready With Me, nhưng mà là một dịp vô cùng đặc biệt. Đấy là bọn mình sẽ đi hẹn hò nhân dịp kỷ niệm 12 năm bọn mình chính thức yêu nhau. Cưới nhau thì là từ 2019 này, đến bây giờ là được 3 năm rồi. Nhưng mà bọn mình yêu nhau là từ năm 2010 đến bây giờ là 12 năm rồi. Tức là kiểu một giáp rồi mọi người. Thì mình đã nhờ mọi người đặt một số câu hỏi cho mình ở trên Instagram. Mọi người có thắc mắc gì về kiểu tình yêu, hôn nhân và gia đình thì mình sẽ nhờ mọi người đặt câu hỏi để mình có thể trả lời. Tại vì cũng lâu lắm rồi bọn mình chưa có làm Q&A hay là trả lời câu hỏi đúng không? Đó, thì bây giờ trong lúc mà đợi mọi người đặt câu hỏi cho mình, tại vì cũng vừa mới hỏi thôi, thì mình sẽ tranh thủ skincare trước. Sáng nay thì mình đã rửa mặt và đã skincare rồi. Nhưng mà mọi người nhìn thấy là mình vừa mới đi tập về ấy, nên là cũng phải lau đi, với cả cũng bôi kem chống nắng từ sáng rồi ấy, bây giờ cần phải reapply lại. Thì thường mình sẽ dùng những cái micellar water như thế này để mình có thể lau, bởi vì mình sẽ không cần phải rửa lại mặt bằng nước nữa. Với cả nhiều khi là mọi người rửa mặt bằng sữa rửa mặt mà rửa quá nhiều lần trong một ngày ấy, thì nó cũng sẽ gây khô da. Cái micellar water mình dùng ngày hôm nay là nắp màu vàng của Garnier, gọi là micellar cleansing water vitamin C. Ở trong cái tủ skincare của mình ấy thì có đủ 4 loại với cả 4 cái nắp màu khác nhau luôn, cho 4 cái nhu cầu khác nhau. Nhưng mà đợt này thì da mình đang bị nhiều vết thâm mụn quá, do đợt trước là vừa mới đi nặn mụn về ấy, nên là nó đang có rất nhiều vết thâm. Nên là mình dùng cái loại vitamin C này dành cho da, gọi là da sạm này, với cả da nhạy cảm. Thì cái này mọi người dùng xong sẽ không phải rửa lại với nước, mà mình thấy là cái tác dụng mà làm sạch lỗ chân lông của nó ấy, nó rất là nhẹ nhàng nhưng mà nó vẫn sạch. Và đặc biệt là nếu mà mọi người dùng, mọi người mà ai mà make up mắt mà đậm ấy, hoặc là mọi người dùng những cái waterproof mascara ấy, thì mọi người có thể dùng sang cái loại mà nó có cái lớp dầu ở đây này, thì nó sẽ làm sạch cái lớp make up của mình hơn. Còn bình thường khi mà mình đang có cái nhu cầu là làm cho da mình sáng hơn thì mình sẽ dùng loại vitamin C này. Sau khi mà mặt đã khô rồi thì mình sẽ sử dụng Ampere Vitamin C. Ampere thì nó khác serum một chỗ là cái nồng độ của nó sẽ cao hơn và nó sẽ cô đặc hơn nhá. Đây để mình bóc cho mọi người xem. Tức là mỗi khi dùng ấy thì mình sẽ lấy một cái vỉ như thế này. Đó, sau đó thì mình sẽ dùng cái một cái viên như này nhá. Mỗi lần dùng là một viên như thế này. Và cách dùng rất là đơn giản, mọi người chỉ cần bẻ nó ra. Đó, nên là nếu mọi người muốn mang đi đâu nó rất là tiện. Cái loại này gọi là Garnier New Bright Complete Vitamin C Ampere Serum. Tức là cái tinh chất nhá, cái chất này nó cũng sẽ cô đặc hơn. Nhưng mà ấy, khi mà mình dùng mình cảm thấy là nó vẫn thấm vào da rất là nhanh. Và bởi vì là cái nồng độ vitamin C với cả niacinamide ở trong này nó cô đặc hơn, nên là nó sẽ có tác dụng nhanh hơn nha mọi người. Đó, ở trong này thì có 1,2% dẫn xuất vitamin C này, và có 2% niacinamide, thì vừa là củng cố hàng rào bảo vệ da, vừa làm sáng da và thúc đẩy cái quá trình tổng hợp collagen ấy. Nên là mình thấy là da mình đợt này cái vết thâm nó cũng mờ đi rất là nhanh. Mình sẽ để cho mọi người xem một cái ảnh. Cái ảnh này là mình chụp ngay sau khi mình vừa nặn mụn về. Và trộm vía là đến ngày hôm nay thì da mình, cái chỗ đặc biệt là cái có một, mọi người nhìn thấy ở đây không? Nó chỉ hơi mờ mờ một chút xíu nữa thôi. Trong khi cái hôm mà mình mới nặn về xong ấy thì nó kiểu nó to lắm ấy, lâu lắm ấy mình bị mấy cục mụn mà nó to như thế. Nhưng mà trộm vía là dùng cái này thì nó cũng đẩy nhanh cái quá trình làm mờ cái vết thâm hơn. Trong một cái hộp như thế này mình mua thì sẽ có 2 vỉ, và trong mỗi vỉ thì sẽ có 6 viên, tức là tổng cộng lại thì mọi người sẽ có 12 viên. Mỗi lần mọi người dùng thì mọi người sẽ dùng một viên nha. Nếu bạn nào mà mọi người muốn tác dụng nhanh ấy thì mọi người có thể dùng 2 lần một ngày, một lần buổi sáng, một lần buổi tối. Nhưng mà thường thì mình chỉ dùng vitamin C vào buổi sáng thôi. Đó, nên là một cái này, một cái hộp này thì mình dùng được khoảng nửa tháng. Và được cái là nếu mà mọi người muốn mang đi du lịch ấy thì nó cũng rất là tiện. Không cần phải mang cả chai, chỉ cần mang cái vỉ này đi là được. Đó, mình sẽ link cả micellar water cũng như là Ampere Vitamin C Serum ở trong phần description box, nên là bạn nào cần thì mọi người có thể ấn vào link ở dưới đấy nhá. Đấy, mọi người thấy không? Bôi xong một cái là nó thấm vào da luôn. Mặc dù là lúc bóp ra nhìn nó rất là đậm đặc đúng không? Sau khi mà mình vừa skincare xong và mình mở cái điện thoại lên, mình thấy
quá trời các câu hỏi của mọi người gửi về các chủ đề khác nhau, nên là mình sẽ cố gắng là lọc ra những câu hỏi mà nhiều bạn hỏi nhất, gọi là ý của nó chung chung nhất ấy, để có thể trả lời được cho mọi người nha. Rồi, câu hỏi đầu tiên rất nhiều bạn hỏi mình đó là làm thế nào để yêu xa. Chủ đề này rất phổ biến và rất là khó. Tại vì thực ra là bọn mình cũng không phải là yêu xa liên tục trong 4-5 năm, mà cũng có một thời gian bọn mình đã phải thôi. Bởi vì thực sự là cái phần yêu xa nó rất khó. Và có một cái câu mà hôm trước mình không nhớ là ai hỏi mình ấy, hay là hỏi ông Thành ấy, hỏi cả hai bọn mình là nếu mà phải yêu xa lần nữa thì anh chị có muốn làm không? Thì cả hai bọn mình đều trả lời là không. Bởi vì yêu xa nó là một cái rất là khó và không phải ai cũng có thể làm được, nó không phải dành cho tất cả mọi người. Thứ nhất, khi mà yêu xa, hai người sẽ không có những cái hoạt động để mọi người đi chơi cùng với nhau. Thứ hai là cái khoảng cách về địa lý cũng như là múi giờ, nó sẽ là một cái trở ngại rất lớn. Bởi vì sao? Mọi người sẽ phải thực sự là lên kế hoạch và lên một cái thời gian biểu để có thể gặp được nhau. Trong khi những người khác, người ta yêu bình thường, người ta chỉ cần kiểu nhắn tin một cái là xuất hiện ở trước cửa đón các thứ, đúng không? Thì đây bọn mình sẽ phải sắp xếp thời gian để thực sự là nói chuyện được với nhau. Và đôi khi mà không nói chuyện được với nhau thì chỉ có cách là gửi mail hoặc là nhắn tin thôi ấy. Như cái hồi mà mình mới đi du học ấy, thì mình còn chưa có dùng cái gì ta? Mình chưa có dùng smartphone nên là còn không có những cái app để nhắn tin như bây giờ ấy mọi người. Thế là lúc đấy chỉ có trong giờ học thì không có mạng để dùng rồi. Thế là trong giờ học thì không nói chuyện được với nhau. Thế đến lúc đi học về thì là giờ ông Thành đi ngủ rồi. Thì mình chỉ có check mail, không nhắn tin, xong hồi đấy là còn gửi thư tay nữa cơ. Xến lắm. Thì đấy là cái mình thấy khó khăn nhất. Bởi vì là mình đi du học nhưng mình thực sự là cũng không có thể enjoy được cái cuộc sống ở bên đấy. Vì đầu óc mình lúc nào cũng để ở một chỗ khác. Và kể cả là ông Thành cũng vậy thôi. Khi mà trong quá trình đấy thì ông Thành vừa là sinh viên năm cuối này, rồi là vừa phải đi học, vừa phải làm luận án tốt nghiệp này, rồi vừa phải đi tìm một cái công việc mới, cũng có thời gian là đi làm ở công ty nữa ấy. Thế là trong khi rất nhiều cái sự thay đổi như thế mà mình không thể ở bên cạnh nhau được, nó cũng là một cái rất khó khăn. Và đến khi mình chuẩn bị tốt nghiệp rồi ấy, thì chính mình cũng không biết là mình muốn về hay là mình muốn ở lại, hay là mình muốn cái tương lai của mình nó như thế nào. Nên là cả hai người không có một cái mục đích chung, không có một cái mục tiêu chung để cố gắng cho cái tình yêu đấy nữa. Thì cuối cùng là bọn mình quyết định dừng lại. Thì mình thấy là nếu mà mọi người muốn yêu xa ấy, thì mọi người phải xem là mình có một cái mục tiêu gì không. Ví dụ như yêu xa xong rồi đợi một thời gian sau thì người đấy cũng sang học cùng với mình hay là sang ở cùng với mình, hoặc là khi mà người kia học xong thì sẽ đi về nước, thì sẽ có một cái chung để mà cùng cố gắng. Còn nếu mà cứ yêu xa gọi là kiểu chỉ vì tình yêu mà nó rất là vô vọng ấy, thì đôi khi là nó cũng hơi mất thời gian. Mà trong cái thời gian đấy mình có thể gọi là học những thứ khác, làm những thứ khác và khám phá rất là nhiều nhiều thứ khác trong cái thời gian đó ấy. Nên đấy là một cái mà mình thấy không phải ai cũng làm được đâu nhá. Nên mọi người phải suy nghĩ thật kỹ, và tất nhiên là không có gì gọi là mất mát quá lớn khi mà mọi người vẫn cứ thử, đúng không? Mình cứ thử xem thôi, nếu mà nó không phù hợp với mình thì mình hoàn toàn có thể dừng lại mà. Đấy là kiểu tôn trọng cái thời gian của cả hai ấy, không có gì là sai cả. Ok, bây giờ trong lúc đợi mình bake cái phấn này ở trên mặt thì chúng ta sẽ trả lời câu số 2 nha. Mình cũng chỉ bake một xíu ở cái phần chữ T này với cả ở hai bên này thôi, bởi vì nó vẫn sẽ da mình nó vẫn sẽ hơi dầu một chút xíu ấy. Nhưng mà đến mùa đông là da mình cũng khô hơn rồi nha. Nên là cũng chỉ cần bake một thời gian ngắn thôi, không cần phải để quá lâu. Và có một câu hỏi này mình rất muốn trả lời. Chị ơi, con gái có thể chủ động hỏi han khi người kia lùi lại tập trung công việc không? 3 tuần rồi không gặp ạ. Đối với những câu hỏi như thế này thì thực sự là mình thấy kiểu tất mọi người có cảm thấy nó kỳ cục không? Vì khi mà đã yêu nhau nhá, thì cả hai người đều phải biết đến cái mục tiêu chung của nhau và ở bên cạnh nhau để ủng hộ ấy. Và chị nghĩ là trong một ngày có 24 giờ mà người ta có thể dành ra 5 đến 6, 7, 8 tiếng để ngủ, thì không có lý do gì mà người ta lại không thể dành cho em một cái tin nhắn hoặc là một cuộc gọi trong một ngày cả. Không có một cái lý do gì hết ý. Chị thấy những bạn nam mà nói là
Em thông cảm cho anh, bây giờ anh cần phải tập trung vào công việc, anh cần tập trung vào tương lai, nên là chúng ta sẽ kiểu anh sẽ không có thời gian nhắn tin gọi điện cho em ấy. Thực sự đấy chỉ là lý do lý chấu thôi ấy. Không có một ai mà bận được đến mức độ đấy cả. Kể cả Mark Zuckerberg còn có thời gian, người ta là CEO của Facebook đúng không? Người ta còn có thời gian dành cho vợ con, thì không có một cái lý do gì mà những bạn nam đấy lại đưa ra những cái lý do như thế cả. Nên là chị không bao giờ chị chấp nhận những cái lý do như thế. Nếu mà bọn em không gặp được nhau, có thể là kiểu do khoảng cách địa lý hay là bận rộn gì đấy. Tất nhiên là không phải là ngày nào cũng phải gặp nhau để đi chơi với nhau cả. Ngày nào mà cũng gặp nhau thì nói chung cũng phải là có thời gian thì mới gặp nhau được chứ đúng không? Nhưng mà không có lý do gì mà một tin nhắn hay là một cuộc gọi mà lại không làm được cả. Cái này em phải xem xét lại nha. Trong khi trả lời câu hỏi tiếp theo thì mình sẽ dùng hai bảng mắt, một là của The Dear Dahlia và một bảng mắt là của Lemonade, bảng này là bảng Tiger. Câu hỏi này là em có thể hỏi tại sao chị và anh Thành lại quay lại được với nhau và kết hôn không? Bởi chắc chắn cũng phải có lý do gì đó khiến anh chị chia tay và quay lại cũng không hề dễ dàng. Đúng. Cái quá trình mà bọn chị quay lại ấy, nó không hề dễ dàng một chút nào. Bởi vì khi mà bọn chị chia tay thì cũng đã có 3 năm gì đấy, 2-3 năm gì đấy cũng không có gặp nhau. Không gặp nhau và cũng gọi là cũng không muốn quay lại ấy. Tại vì thời gian yêu xa đấy nó đã rất là vất vả và khó khăn rồi, nên đến lúc nghĩ đến việc quay lại thì cũng phải suy nghĩ rất là nhiều. Và lúc đấy cũng nghĩ là nếu mà có quay lại ấy thì chắc chắn là sẽ kết hôn. Bởi vì lúc đấy bọn chị cũng ổn định về công việc rồi, cũng có suy nghĩ đến việc kết hôn rồi. Và làm thế nào để anh chị quay lại với nhau? Chị nghĩ là khi bọn chị chia tay ấy, thì bọn chị đang ở một cái thời điểm mà rất là không biết là kiểu tương lai nó sẽ như thế nào ấy. Vì như chị nói lúc nãy là chị cũng không biết là chị muốn về Việt Nam hay là chị muốn ở lại hay chị muốn làm công việc gì. Nói chung là nó cũng ở trong cái đoạn khủng hoảng tuổi 20 mấy ấy, khi mà chuẩn bị ra trường và mình không biết là tương lai mình sẽ đi về đâu. Xong lại còn thêm cái vụ yêu xa cũng kiểu mông lung ấy. Nên là lúc đấy là mình cũng quyết định là thôi luôn, để mình tập trung vào, một là học hành, hai là mình biết là mình muốn làm cái công việc gì đã. Lúc đấy thì anh Thành cũng đang đi làm và cũng mới đi làm thôi, và cũng đang kiểu cũng mông lung không biết tương lai như thế nào. Nhưng mà đến lúc mà bọn chị gặp nhau ấy thì cả hai đều gọi là có kinh tế cũng gọi là ổn định rồi. Sau đó thì ở hai cái mindset hoàn toàn khác nhau. Tức là bọn chị cả trong thời gian chia tay đấy, cả hai bọn chị cũng đã trưởng thành lên rất là nhiều. Rồi cả về suy nghĩ cũng như là công việc cũng như là kinh tế thì đều ok. Và cũng ngồi xuống để nói chuyện với nhau là kiểu thực ra là bây giờ quay lại là vì còn tình cảm với nhau hay là quay lại bởi vì là chỉ còn kiểu lưu luyến những cái thứ cũ không thôi. Đấy, nên là lúc đấy cũng suy nghĩ rất là nhiều và cũng nhiều lần kiểu dùng rằng ấy, cũng kiểu đi chơi với nhau 1-2 lần xong lại thôi, xong kiểu không gặp nhau nữa, xong kiểu cãi nhau loạn lên, xong lại đi chơi với nhau, xong đến cuối cùng khi mà quyết định là quay lại với nhau thì được một thời gian ngắn thì anh Thành cầu hôn, thế là bọn chị quyết định là kết hôn luôn. Tại vì cũng không có gì vướng mắc nữa, mọi cái vấn đề thì bọn đã ngồi xuống để nói chuyện cụ thể với nhau rồi, cũng đã giải quyết xong rồi, thì còn chỉ muốn là kết hôn, sau đó thì cùng nhau xây dựng cái mục đích chung mà hai đứa đã nói đến ấy. Tất nhiên là việc quay lại thì không phải là cũng không phải là dành cho tất cả mọi người nhá, không phải ai cũng kiểu nghĩ là quay lại là nó sẽ tốt đẹp đâu, và mọi người phải nghĩ xem là cái lý do mà mọi người chia tay nó là cái gì, và trong cái thời điểm mà mọi người quay lại thì mọi thứ nó đã được giải quyết chưa? Đó, thì mình quay lại thì nó mới có một cái tương lai tốt hơn chứ đúng không? Chứ nếu quay lại mà những cái vấn đề cũ nó vẫn đang ở đấy thì tất nhiên là không nên quay lại rồi. Câu hỏi tiếp theo, có một bạn hỏi là làm gì để không chán nhau ạ? Sinh xong em cảm giác chồng em không quan tâm em như lúc trước làm em buồn lắm. Cái này bạn ấy đang hỏi về cuộc sống vợ chồng ấy, nhưng mà mình cũng nói chung luôn về cho cả những bạn nào mà đang yêu nhau mà chưa kết hôn nữa. Sau khi mà kết hôn xong thì chắc chắn là sẽ có nhiều giai đoạn mà mọi người sẽ thấy là cuộc sống hôn nhân nó gọi là sao ta, không như mình tưởng tượng ấy. Bởi vì khi mà yêu nhau thì có rất là nhiều cái mới mẻ, nhưng mà khi đã lấy nhau rồi và đặc biệt là khi có con nữa, tất cả mọi cái sự quan tâm thì đều dồn vào em bé, đặc biệt là trong cái thời gian đầu. Nên là đôi khi có những bạn phụ nữ, bạn ấy sẽ cảm thấy rất là tủi thân bởi vì
có thể là chồng quan tâm nhưng mà chỉ quan tâm đến con mình thôi, hoặc là đôi khi kiểu cuộc sống hàng ngày nó cứ quấn mình đi ấy, hoặc quấn cả chồng mình đi nữa, làm mình cảm thấy như là nói chung là cả hai người chỉ đang tồn tại trong cái gia đình đấy thôi ấy, chứ không có cái gì mới mẻ cả. Mình nghĩ là cái này nó đến từ cả hai phía chứ nó không hẳn là chỉ do một người, mà cả hai người đều phải có nỗ lực để làm cho cái cuộc hôn nhân đấy nó mới mẻ hơn. À, ví dụ như cả nhà có thể đưa nhau đi chơi đâu đấy, hoặc là đôi khi chỉ là một cái cử chỉ quan tâm nho nhỏ thôi ấy. Đôi khi là kiểu, ví dụ như mình đi đâu đấy, mình nhìn thấy cái gì đẹp, cái gì hay, hay là nhìn thấy món gì ngon chẳng hạn, thì mình sẽ mua về cho cả nhà cùng thử. Thì đấy là trong trường hợp mà mọi người không thể nào mà sắp xếp thời gian chỉ dành cho hai người thôi, thì những cái nó rất là nhỏ nhặt thôi. Hoặc là mình sẽ kiểu kê đệm, kê ghế ở chỗ phòng khách, xong cả nhà nằm xem phim với nhau, giống như kiểu đi xem phim ngoài rạp ấy. Bởi vì khi có con nhỏ, thực sự là cái thời gian cũng như là cái sức lực của mình nó rất là giới hạn, không thể nào mà cứ đi ra ngoài là sẽ cảm thấy mới mẻ được, mà đôi khi mang con ra ngoài còn cảm thấy mệt mỏi hơn là ở nhà nữa ấy. Nên là mình phải luôn luôn nghĩ ra những cái làm mới để cho không khí gia đình nó có những cái mới mẻ hơn. Hoặc là như thời gian vừa rồi ấy, sau 3 năm bọn mình có bơ thì chưa bao giờ bọn mình có một cái gọi là date night hay là một cái không gian riêng để có thể hẹn hò với nhau. Nhưng mà sau 3 năm thì bọn mình đã quyết định dũng cảm là cho bơ ở nhà với ông bà một thời gian để hai vợ chồng đi du lịch như mọi người nhìn thấy đó. Thực sự ấy, là đến khi mà trong cái 21 ngày đi du lịch đấy, tự nhiên mình bị ngỡ ngàng ấy, vì là cái cuộc sống trong 3 năm vừa rồi của mình nó đã khác như thế nào. Thế khi mà yêu nhau mà chỉ có hai người thôi, hai người đi du lịch với nhau thôi, nó khác hẳn với cả cảm giác mà khi có con đi cùng. Nên nếu mà mọi người có thể sắp xếp thời gian, không cần phải đi 21 ngày, chỉ cần là kiểu 1-2 ngày mà chỉ có hai người thôi ấy, ai cũng nghĩ là nếu mà để nó ở nhà thì rất là thương, để con ở nhà thì khổ thân ấy, muốn con là tham gia được mọi cái trải nghiệm cùng bố mẹ. Nhưng thực sự đến lúc mà mình đã đi rồi thì mình mới hiểu là tại sao ở nước ngoài cứ một tuần người ta lại phải thuê nanny đến nhà trông con một lần để hai vợ chồng có thể đi riêng với nhau. Vì cái đấy nó thực sự là quan trọng trong cái việc mà làm giữ lửa cái tình yêu ở trong gia đình, cũng như là hai vợ chồng cần có một cái không gian riêng để nói chuyện với nhau, gọi là kết nối với nhau riêng hai người thôi ấy. Bởi vì khi mà bố mẹ hạnh phúc thì con mới hạnh phúc được chứ, đúng không? Còn nếu mà lúc nào cũng chỉ hướng về con thôi, tất nhiên là hướng về con nó không có gì là sai cả, mình không nói là có gì là sai cả, nhưng mà mọi người cứ thử một lần đi, sẽ thấy là cái tình cảm nó khác đi rất là nhiều. Còn đối với cả câu hỏi mà bạn đặt ra cho mình ấy, thì bạn có thể nói với chồng của bạn, ngồi nói hẳn với nhau là mình cảm thấy như thế nào, tức là mình nói về cái cảm xúc của mình. Còn mình nói thật là một khi mà đã gặp những người mà kiểu vô tâm ấy, người ta không quan tâm gì đến cảm xúc của mình ấy, thì nói nữa cũng vậy thôi. Nên mình nên tìm những cái thú vui của riêng bản thân mình ở ngoài, ví dụ như là nấu ăn, hay là thử những công thức mới, hoặc là đi tập gym, hoặc là đi cà phê với những người bạn bè của mình ấy, chứ đừng có gắn niềm vui của mình với chỉ một người nhất định, thì nó đôi khi sẽ làm bạn cảm thấy rất là thất vọng ấy. Mọi người có nhìn thấy sự tập trung này không? Mình đang định trả lời câu hỏi tiếp theo nhưng mà phải nín thở để kẻ cái mắt cho nó bằng nhau đó. Sau đó thì mình sẽ trả lời câu hỏi tiếp theo nha. Mọi người đợi xíu. Dù là hai mắt nó chưa đều nhau lắm nhưng mà thôi, tôi vẫn sẽ trả lời câu hỏi tiếp theo. Bởi vì trong cuộc sống thì không ai hoàn hảo cả, nên mắt nó lệch nhau nó là chuyện bình thường. Câu hỏi này là có nên sống thử trước hôn nhân không? Chị có từng sống với anh Thành trước khi kết hôn không? Và một câu hỏi nữa mà mình cũng rất muốn trả lời, đó là hơi tế nhị nhưng em muốn hỏi chị nghĩ như thế nào về quan hệ tình dục trước hôn nhân? Trước tiên thì nói về cái vấn đề quan hệ tình dục trước hôn nhân nhá. Mình nghĩ là vấn đề quan hệ tình dục trước hôn nhân nó là vấn đề vô cùng bình thường, nếu mà mọi người đã sẵn sàng cho việc đó. Tức là khi mà một người có, gọi là sao ta, có cái nhu cầu thì phải hỏi người còn lại. Và nếu mà bạn chưa sẵn sàng thì bạn có thể nói yes hoặc là no. Và điều đấy là điều vô cùng bình thường. Bây giờ xã hội hiện đại rồi ấy, chứ cũng không phải là như ngày xưa nữa. Nên là mình nghĩ là cái việc quan hệ tình dục trước hôn nhân nó không có gì gọi là quá to tát cả. Nhưng mọi người phải biết là mình có thực sự là muốn có quan hệ tình dục với người đó hay không, và mọi người có biết rõ về những cái biện pháp an toàn khi mà mình quan hệ tình dục không. Đó là cái quan trọng nhất.
Còn trước hôn nhân hay không hôn nhân hay sau hôn nhân thì mình nghĩ là đấy là tùy vào quan điểm của mỗi người ấy, chứ nó không có cái gì đúng cái gì sai ở đây cả. Còn cái vấn đề sống thử trước hôn nhân thì đối với bản thân mình nhá, mình thấy là sống thử trước hôn nhân nó là một cái không nên. Đối với mình là như vậy, đặc biệt là ở Việt Nam. Tại vì nhá, khi mà đối với các bạn nữ, mình đang nói với quan điểm là một người phụ nữ đi, thì khi mà mọi người sống thử trước hôn nhân ấy thì nó không khác gì, nó mình thấy nó không khác gì lắm so với việc là mọi người lấy chồng cả. Bởi vì khi mà mình đã sống cùng với nhau rồi ấy thì mình sẽ vẫn phải lo những cái vấn đề chung của nhau. Ví dụ như kiểu dọn dẹp hay nấu nướng hay là trả các loại hóa đơn, đấy là trách nhiệm chung của cả hai người. Và khi mà mọi người độc thân ấy thì cái việc đấy nó dễ hơn rất là nhiều, bởi vì bạn chỉ phải lo cho bản thân mình thôi. Và bạn chưa có những cái vấn đề vướng mắc chung với cả người yêu về những cái vấn đề như kiểu hóa đơn hay là tiền nong hay là trợ búa gì đấy. Thì tại sao khi mà đang yêu nhau bình thường và bạn đang có một cái cuộc sống riêng của bạn với những cái thú vui riêng của bạn thì bạn không tận dụng điều đó, mà bạn phải trở thành một người vợ sớm hơn để làm gì? Như người ta bảo là wifey material ấy. Khi mà mình đang là người yêu và mình sống chung với người ta thì mình đã phải kiểu làm những cái như kiểu là wifey material như một người vợ rồi. Thì mình thấy là không tội gì mà phải như vậy. Nếu mà bạn thực sự là muốn tìm hiểu thêm về người này hay là kiểu muốn biết thêm về con người này trước khi mình cưới ấy, thì có rất nhiều cách. Đấy là các bạn có thể đi du lịch cùng với nhau, hoặc là tốt hơn nữa là mình nghĩ là bạn có thể thỉnh thoảng đến thăm nhà người yêu ấy. Bởi vì mình thấy cái cách người ta đối xử với cả gia đình, hoặc là khi mà mình đến gia đình nhà người ta chơi, mình nhìn cách người ta nói chuyện đối xử với nhau, giải quyết mọi vấn đề trong gia đình ấy, thì mình biết ngay là cái con người này nó là như thế nào. Chứ nó không khó đến mức là mọi người phải sống thử với nhau để mới biết là con người này thực sự mới như thế nào đâu. Mình nghĩ là như thế. Nên là khi mà vẫn còn đang yêu nhau mà vẫn đang có cho mình một cái không gian riêng để tự phát triển bản thân và chỉ phải lo cho cái nhu cầu của mình thôi, cho cuộc sống của mình thôi, thì tội gì mà phải sống thử làm gì, đúng không? Nhưng mà tất nhiên là tùy mỗi bạn thì sẽ có những cái trường hợp khác nhau ấy, nên là cái này mình không nói là đúng hay là sai, mình chỉ theo mình nghĩ thì là không nên thôi. Bởi vì bây giờ mọi người có thể gặp nhau đi chơi, đi du lịch với nhau rất là nhiều, chứ không cần phải sống thử để tìm hiểu sâu về nhau. Theo mình thì là như vậy. Câu hỏi tiếp theo sẽ là về hôn nhân và gia đình. Một bạn hỏi mình là chị an ủi chồng như thế nào khi chồng stress, gặp khó khăn trong công việc. Khi mà chồng gặp khó khăn trong công việc ấy, mình nghĩ là cái cách chia sẻ của phụ nữ và đàn ông nó rất là khác nhau. Phụ nữ thì muốn là có người lắng nghe mình, rồi có người chia sẻ những cái khó khăn của mình. Nhưng mà đàn ông có thể là do cái cách người ta được nuôi dưỡng ấy, là người ta luôn được nhắc là đàn ông thì phải mạnh mẽ lên và không bao giờ được để cho người ta nhìn thấy là mình là một người yếu đuối ấy. Nên là đàn ông rất khó mà nói ra cái khó khăn của mình. Khi mà gặp khó khăn trong công việc hay là bất kỳ vấn đề gì trong cuộc sống, người ta có thể tìm đến những cái thú vui khác như kiểu đi nhậu với bạn bè, hoặc là đi kiểu nói chuyện với anh em thì nó dễ hơn ấy. Nên mình thì có những lúc ấy, mình là một người vợ thì mình nhìn cái nét mặt hay là mình nhìn cái thái độ là mình đã biết là có một cái vấn đề đấy rồi, thì mình hay hỏi ông Thành là có vấn đề gì không, hay là kiểu vợ có thể giúp được gì không ấy. Mặc dù hầu như 99% những lần hỏi như thế xong thì ông Thành sẽ bảo là không có vấn đề gì đâu, bình thường mà các thứ. Nhưng mà sau đấy khoảng một thời gian, lúc nào mà tiện ấy, khi mà có thể chia sẻ được rồi, thì lúc đấy thì chồng mình sẽ ngồi nói về những cái vấn đề đấy. Và lúc đấy thì đôi khi nhá, là mình cũng chẳng giải quyết được gì thật, nhưng mà mình ngồi mình lắng nghe thôi, thì chắc cũng là một cái mà mình nghĩ những người chồng sẽ rất là trân trọng. Hoặc là khi mà người ta đang muốn tìm những cái thú vui khác chẳng hạn để người ta giải tỏa, ví dụ như chơi thể thao hay là đi nhậu với bạn bè một chút, thì mình nghĩ là cũng không có vấn đề gì to tát lắm. Tất nhiên nếu mà ngày nào cũng đi nhậu thì cái đấy là một cái mình không hề ủng hộ. Nhưng mà lâu lâu có những chuyện mình nghĩ là chỉ các ông đàn ông khi mà nói chuyện với nhau người ta mới cảm thấy thoải mái thôi ấy, thì cứ để cho người ta đi để cảm thấy là thoải mái hơn trong cuộc sống. Còn đối với cả trường hợp mà vợ chồng cãi nhau mà không biết làm thế nào để có thể không khí gia đình nó bình thường lại ấy,
nhà mình cũng cãi nhau nhiều mà mọi người. Chẳng qua là mọi người không nhìn thấy ở trên vlog, hay là bọn mình thỉnh thoảng mình có viết một vài post để mình chia sẻ thôi ấy. Chồng mình thì cũng như những ông chồng khác thôi, bọn mình cũng có những cái vấn đề riêng. Nhưng mà sau khoảng 3 năm lấy nhau ấy, hồi xưa mình là một người mà khi mà cãi nhau mình muốn là mọi thứ nó phải theo ý mình, tức là mình phải gọi chồng mình ra nói chuyện cho nó xong đi ấy, thì mình mới cảm thấy thoải mái. Nhưng mà mình cảm thấy như kiểu kể cả hầu như các ông khác cũng thế, người ta sẽ chọn cách là mặc kệ và đi ngủ. Thì khi mà mình xem một cái gọi là gì, một cái nghiên cứu ở trên mạng ấy, thì người ta có nói là đấy là không phải là người ta kiểu vô tâm hay người ta kiểu mặc kệ đâu, mà đấy là người ta muốn để cho vợ mình có một cái không gian riêng để suy nghĩ về cái vấn đề đấy, và người ta không muốn cho mọi chuyện nó kiểu bùng lên to tát nữa lên ấy. Thế là bây giờ thì mình hay chọn cách là nếu mà cãi nhau nhá, mình cũng ra một chỗ khác, xong mình có thể tự lấy xe máy, xong mình đi lượn một vòng, xong mình cảm thấy thoải mái hơn thì mình về. Hoặc là mình bật phim lên mình xem, xong mình ngồi mình cười một lúc, thế là mình cũng quên đi và mình thấy là cái vấn đề đấy nó cũng chẳng có cái gì to tát nữa ấy. Trong cuộc sống hôn nhân ấy, mình thấy là mỗi người nên có một cái nhường nhịn nhau một chút, thật sự là như thế. Nó đầu tiên là phải nhường nhịn và lắng nghe này, nhường nhịn và lắng nghe. Còn khi mà mọi chuyện nó đang bắt đầu kiểu đổ lên kiểu đỉnh điểm rồi ấy, thì tất nhiên mình có cuộc sống riêng của mình có thú vui riêng của mình tìm đến những cái đó. Thế là mình thấy là ủa, cái này nó chả có cái gì đáng gì mà mình phải như thế ấy. Thế là mình lại vui. Chắc là mình phải nghĩ mọi thứ nó đơn giản đi, và nếu mà có cái gì thì mình phải nói thẳng với nhau. Như nhà mình là cứ mỗi khi mà cho bơ đi ngủ xong ấy, mình sẽ cố gắng là dành ra khoảng 10-15 phút với nhau. Nhiều khi chả nói chuyện gì đâu, chỉ gọi là kiểu nằm ôm nhau một tí thôi ấy. Nhưng mà đấy cũng là một cái không gian riêng, một cái cách bọn mình tìm ra để có thời gian chỉ có hai vợ chồng thôi. Và những cái đấy nó rất là quý giá luôn. Bây giờ sẽ đi tìm một màu son. Ta-da! Vậy là mình đã làm tóc xong và make up ngày hôm nay cũng đã xong. Mình sẽ trả lời một câu hỏi cuối cùng trước khi chúng ta kết thúc video ngày hôm nay. Câu này mình nghĩ chắc nhiều bạn cũng có thể cảm thấy là có mình ở trong đó. Một bạn hỏi là chị nghĩ như thế nào về hội chứng sợ kết hôn. Và một bạn khác hỏi là nhiều khi em cảm thấy người ta yêu nhau không thật chị ạ, do em bị childhood trauma nên ám ảnh. Mình nghĩ kể cả những bạn nào mà có gia đình, ý là bố mẹ trong một cuộc hôn nhân không hạnh phúc ấy, mọi người cũng sẽ cảm thấy ám ảnh. Hoặc là những bạn mà hay xem mạng xã hội, mọi người nhìn thấy là cứ có hết vụ phốt này đến vụ phốt kia. Hoặc là khi mà cưới nhau về thì nó sẽ có rất nhiều thứ mà mình phải lo lắng, và mình phải thật sự trở thành một người lớn khi mà mình kết hôn với người mình yêu. Thì mọi người nghĩ là cái tình cảm đó nó sẽ không còn được như trước nữa. Nhưng mà ngoài những câu chuyện đó, nếu mà mọi người gọi là nghĩ nó tích cực hơn ấy, và mọi người đặt mình vào cái vị trí là mình muốn tìm một cái người thực sự là phù hợp với mình và mình sẽ tìm được người đó, thì mọi người sẽ nhìn thấy rất nhiều câu chuyện của những cặp đôi hạnh phúc khác, những kiểu ông bà đã già rồi ấy, và người ta vẫn ở với nhau rất là hạnh phúc. Và theo ý kiến của mình ấy, không phải là mình cứ lấy một người và mình ở với một người đấy mãi mãi từ bây giờ đến già thì mình mới là một người hạnh phúc, mà là khi mà trong cuộc hôn nhân đấy mọi người cảm thấy là mình được là chính mình và mình được phát triển cái bản thân của mình đúng như là những gì mà mình mong muốn, và mình gọi là nuôi dưỡng cái gia đình đấy theo cách của mình ấy, thì đấy là cái mà mình cảm thấy hạnh phúc nhất. Kể cả là trong quá trình đấy mọi người có những cái đổ vỡ này, và mọi người về sau tìm được một người khác mà đem lại hạnh phúc cho mình, thì đây cũng là hạnh phúc mà. Nên là nói chung mọi người đừng sợ. Chỉ khi nào mọi người cảm thấy sẵn sàng này, mọi người cảm thấy đủ tin tưởng với cái người đồng hành đấy, cảm thấy là người ta có thể đi cùng với mình được trong cái cuộc hôn nhân đấy, thì mình hãy nghĩ đến chuyện kết hôn. Còn bây giờ thực ra là kết hôn sớm hay kết hôn muộn thì mình nghĩ là mỗi người sẽ đều có một cái câu chuyện, một cái trải nghiệm riêng ấy. Nên là mình không thể dùng những cái trải nghiệm của người khác để nghĩ là mình cũng sẽ như vậy được. Mình phải có lòng tin là mình sẽ tìm được hạnh phúc thì cuộc sống của mình sẽ như vậy. Còn tìm hạnh phúc lần này không được thì mình lại tìm hạnh phúc khác, có vấn đề gì đâu đúng không? Nếu mà mình sai thì mình lại làm lại, chẳng có vấn đề gì cả. Ok,
Và video ngày hôm nay thì đến đây là hết. Sau khi mình đã hoàn thành xong cái lúc này thì bây giờ mình với ông Thành sẽ đi ăn trưa, và sau đó thì sẽ đi vòng vòng chơi một lúc và kết thúc cho cái ngày kỷ niệm 12 năm yêu nhau. Chắc là cũng chỉ đơn giản gọn nhẹ thôi, chứ cũng không có làm cái gì cồng kềnh cả. Và hy vọng là mọi người sau khi nghe những cái lời khuyên của mình thì mọi người cũng sẽ có niềm tin hơn vào cái tình yêu hay là những mối quan hệ trong cuộc sống. Mình nghĩ là mình cứ nghĩ mọi thứ nó đơn giản thôi ấy, thì nó sẽ được như mình mong muốn. Và sẽ gặp lại mọi người trong những video tiếp theo. Bye bye.